Dạ. Yeah. Là thanh mai trước mã, ngài còn ở ở Biệt Kinh với sư sư cô nương. Từ nghe nhắc đến sư sư cô nương, hôm nay huynh đệ chúng ta ngưỡng mộ đến để viếng thăm, chứ không hề có ý thất lễ với sư sư cô nương, chỉ muốn gặp mặt trò chuyện thôi. Thì tỷ nói là đại quan dân họ Triệu tên Ức, cũng là thương nhân ở kinh thành. Ca ca, hai người đấy mình lại trốn trong nhà trọ, mình chán muốn gần chết rồi, xuống lại. Thầy đại quan nhân, để đệ chết thật mà. Tùy tùng của tiểu nhân, bỏ xuống đi. Tiền thôi thế ngu, mau về cùng ta. Cái này thì là đáng để càng càng của ta ở đây rồi. Tên này là ai vậy? Chẳng lẽ đang tranh giành với đại ca của ta? Cẩn thận ta đánh chết người đây. Cái tình kia mau chóng rời khỏi đây. Cẩn thận không ta chém đầu người. Thì thưa thiết cưu à, đừng nói chuyện máu đồng. Vì đại quan nhân, ngài và ta gặp gỡ nơi đi thì cũng xem như là duyên phận. Tại hạ có phước ba đời rồi. Đây là quà của tại hạ, không đáng là bao. Chủ đề quan nhân, sau này gặp lại. Cáo từ. Đi thôi. Ca ca. Ca ca, Tiểu Ất không hiểu. Sao ca ca không giao biển bốn chữ đó cho hoàng thượng? Đánh giang chỉ để hoàng thượng hiểu thôi, chứ không muốn làm phản. Nếu có ý phản thì hôm nay giết hoàng đế hay là trói hoàng thượng lại cũng được, chúng ta đều làm được cả. Hôm nay thiếp vua chân mắt phẫn nộ nhìn hoàng thượng, nói ra thì cũng có điểm hay. Phải đi. Ca ca à, chị đại quan nhân, tội đáng muốn chết. Mấy kẻ vừa rồi là ai? Sư sư cũng vừa mới biết. Người vừa rồi là tôi đến bọn cướp Sơn Đông Tống Giang. Vậy hắn biết trẫm lại sao? Hắn biết. Hắn muốn gì? Hắn bảo là Lương Sơn Bạc đều là hảo hán nghĩa sĩ, họ đều chịu nghe theo lời chiêu hàng của triều đình cùng nhà báo quốc, nhưng mà giữ lại gặp kẻ gian nên sợ, cầu xin sư sư truyền lời lại cho hoàng thượng, chứ không có ý gì khác. Nhưng lại là đi muộn một bước để gặp phải thánh thượng chiêu hàng. Chiêu hàng. Làm ta sợ chết mất. Ta bệnh nặng mất thôi. Giờ thì kinh thành náo nhiệt rồi, muốn bắt những kẻ này thì sẽ lật tung cả kinh thành mất. Với lại Tống Giang cũng là một đại anh hùng. Đại anh hùng hả? Anh hùng cái đổi gì? Mẹ xem cả Tiến Giang mà có ai diện kiến hoàng thượng mà lại dám ở trước mặt người hỏi thẳng người họ Triệu phải không? Nói cho người bình thường thì đã tè ra quần từ lâu rồi, chạy mất bóng luôn. Nhưng Tống Giang mà quân đệ của ngài
với thân phận là cướp mà dám mạo hiểm sống chết gặp thiên nhân. Con còn nói nữa, ta sợ chết mất. Nếu cái tên bậm trợn kia mà xâm vào gây chuyện lớn thì trời sập mất thôi. Trời có sập thì con cũng không quan tâm. Đâu phải là trời cứu con. Không ngờ con có thể nhắn gửi cho ngài một câu trước mặt hoàng thượng. Cảm giác đó giống như là bệnh lâu ngày rồi, chỉ uống một thang thuốc bổ. Bệnh đã hết rồi, tâm trạng đỡ hơn nhiều. Mẹ hãy đợi đi, họ còn đến nữa đó. Đến nữa hả?